Bác bầu thị nha mọi người. Bác bầu thị, bác bầu thị. Em có mấy chú quay xuống kia. Bác bầu thị ngồi xuống rồi, bác bầu thị tới. Rất đặc biệt cho các cô chú. Bác bầu thị kế đầu. Hô khẩu hiệu nữa đi, hô khẩu hiệu nữa đi. Hô khẩu hiệu nữa đi. Trời đất ơi. 2 3 6 giờ rồi. 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 Hô văn cường. Quá trời vui cả nhà ơi. Hô để tạo cái một cái gọi là náo nhiệt để một tí xíu nữa. Nhưng mà show diễn bắt đầu thì mọi người lại càng háo hức lên nha cả nhà, rực rỡ hơn nha. Thì bác bầu thị đang ngồi ở chỗ đó kìa cả nhà để quay video. Sao không lên lên quay lên quay mặt bầu thị đi. Nguyên. Sao mà xuống được thì đi xuống sao được. Có vé mới vào được, đúng rồi, ai cho vào. Có vé mới vào. Có vé mới vào. À, cái cô giờ đây đang nhìn về phía bên dưới nha cả nhà. Chào mọi người.
người đang trên kênh của chú Bùi Cường ạ. Thì hiện tại là Quý Nguyên đang cầm quay thôi cả nhà, cầm quay để edit lại video để đăng khoảng khắc cho cả nhà mình xem. Chứ sắp tới giờ diễn rồi thì mình tôn trọng cho bên Hồ Văn Cường Hoa Lúc chia sẻ like. Thì cả nhà vào bên Hồ Văn Cường Hoa Lúc xem nha cả nhà. Dạ, chúc mọi người buổi tối vui vẻ ạ. Đang rất là đang rất là háo hức luôn cả nhà ơi. Đây là có hai cái góc máy quay lớn nha cả nhà. Đây là một góc máy quay lớn và bên này ba góc luôn nha cả nhà, ở giữa một góc như này và bên đây nữa này. Thì các cô chưa ổn định chỗ ngồi hết đâu cả nhà, còn ở bên ngoài á. Nhà coi quà kìa cả nhà. Quý Nguyên phóng lên cả nhà thấy không ạ? Quà ngập tràn luôn. Dạ, mai con về con còn đi hai xô chậm nữa cô. Cô còn đi mà, cháu đi rồi mấy giờ? Mai hả? Mai con 3 giờ mấy đi? Cô đi 5 rưỡi. Dạ. 5 rưỡi sáng á. Dạ. Cô đi ông đó 2 xô luôn. Dạ. Dạ cháu bé cháu 6 tháng rồi. Mặt hơi sắc lắm mà. Dạ. Nói như nói ngày lăng tăng gì đó. Em Hằng ơi, em Hằng, các bạn thứ bảy, ảnh của con đây này. Có cả vợ chồng bác Bồ Thị tới nha cả nhà. Vợ chồng bác Bồ Thị vừa tới là khán giả nôn nao đứng dậy.
hô khẩu hiệu quá trời luôn cả nhà. 33.000 người. Bây giờ rồi. Cái này mình không rõ rồi này, cái này là giả này. Cái trên này 33.000 người. Đây cái mình đăng. Bác Hồ Thị ngồi ngay chỗ này nha cả nhà. Để Quân Nguyên chỉ cho cả nhà xem nha. Thấy có số 21 đây. Ngay cái ghế giữa Quân Nguyên chỉ ngay ngón tay đây. Vô cái giả. Đó. Mọi người bấm vào là lúc đây là của bác ngồi cái bên sau cả nhà. Còn những trang khác là Hồ Văn Cường. Nghe mà thôi con chị ạ. Đầu tiên là 1 giờ trước đây này. Dạ. Khi là chương trình mới phát chứ vậy. Dạ còn sớm mà khi cả nhà bây giờ. Dạ thì bây giờ Nguyên xin. Dạ thì bây giờ Nguyên xin tạm dừng clip tại đây. Nguyên sẽ cố gắng cập nhật những đoạn video nào hay thì Nguyên sẽ up lên cho mọi người xem trực tiếp trong cái live show 3 tháng 12 này nha cả nhà. Dạ cảm ơn mọi người rất là nhiều.